về tình hình gia đình Võ An Đôn chuẩn bị rời Việt Nam sang Mỹ, cựu linh mục Đặng Hữu Nam xin tránh phản ánh một chiều. Việc gia đình Đôn chọn định cư tại Mỹ là sự lựa chọn của gia đình. Đó là hệ quả của nhiều năm anh ta không còn cảm thấy hạnh phúc khi ở tại Việt Nam nữa. Do đó, không hề có chuyện gia đình Võ An Đôn phải đào thoát khỏi đất nước như Đặng Hữu Nam loan báo, mà đó là sự ra đi bất đắc dĩ trong bối cảnh 5 năm qua. Võ An Đôn phải đối diện với việc cấm hành nghề khi vướng phải nhiều chuyện lùm xùm quanh việc ủng hộ những người được xếp vào thành phần chống đối chính trị trong nước. Thậm chí, Võ An Đôn còn bào chữa cho những người chống đối bị xử lý trước pháp luật. Có thể nêu tên một vài nhân vật điển hình như vụ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở Khánh Hòa về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vụ Trần Anh Kim và đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân tại Thái Bình. Vụ Nguyễn Hữu Quốc Duy tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Khánh Hòa. Vụ Nguyễn Văn Thông lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Với những thành tích đó mà Võ An Đôn được một số cơ quan truyền thông trong và ngoài nước cổ suý, tung hô là luật sư đấu tranh vì dân chủ. Năm 2016, Võ An Đôn tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 nhưng không đủ số phiếu tín nhiệm của nhân dân nơi cư trú và nơi công tác, đoàn luật sư Phú Yên. Khi biết mình không được tín nhiệm, Võ An Đôn đã phát biểu do mình bị đấu tố. Ngoài ra, Võ An Đôn còn thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết lên tài khoản Facebook Đôn An Võ với nội dung có tính chất tiêu cực, nguồn gốc thông tin không được kiểm chứng, nhằm tác động ảnh hưởng đến dư luận, tạo nên một bức tranh xã hội đen tối dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo cớ để kẻ xấu lợi dụng bình luận nói xấu Đảng, nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Bên cạnh đó, Võ An Đôn còn thường xuyên tham gia trả lời phỏng vấn các báo, đài nước ngoài về nhiều đề tài khác nhau để thông tin không đầy đủ, thiếu thiện chí về các vụ án được đưa ra xét xử và thực trạng nền tư pháp giới luật sư hiện nay. Chính vì thế, Võ An Đôn đã bị đoàn luật sư tỉnh Phú Yên xử lý kỷ luật với hình thức xóa tên khỏi đoàn luật sư vào ngày 26 tháng 11 năm 2017. Thậm chí, sau khi nhận quyết định xử lý kỷ luật của đoàn luật sư Phú Yên, Võ An Đôn đã có nhiều bài viết trả lời phỏng vấn các báo, đài trong và ngoài nước với nội dung xuyên tạc quá trình xử lý kỷ luật của đoàn luật sư Phú Yên và trông chờ vào sự ủng hộ từ các cá nhân tổ chức chống đối, phản động trong và ngoài nước. Với những thông tin trên, hy vọng mọi người sẽ có một cái nhìn chân thực về Võ An Đôn. Cái gọi là luật sư dân chủ, luật sư dân oan với Võ An Đôn thực chất chỉ là cái vỏ bọc mà một số người tạo ra cho anh ta để che đậy bản chất thật của một con người có quan điểm và hành động chống nhà nước, trái với đạo đức nghề nghiệp của luật sư. Do đó, nếu xét ở một góc độ nào đó, Đặng Hữu Nam nếu nói gia đình Võ An Đôn đào thoát có cơ sở khi anh ta muốn chạy trốn khỏi hình phạt mà pháp luật sẽ dành cho những người chống phá đất nước.